móc khóa, slip bát, đồng khối nha em anh. Form này form dẹp, form này rất là hiếm có, chất liệu là đồng khối nha, rất là nhạy lửa ha. Dòng này nó nhỏ mà nó có vỏ, nó giữ xăng được lâu lắm á, giữ xăng được mấy ngày luôn á nha em anh. Đó, nó nhỏ mà nó có vỏ ha. Đó, con này là chất liệu nó là đồng khối nha em anh, hộp niên 50 ha. Đó, nó là solid bát, nó là đồng khối, đồng rồi bạc thêm lớp 2K chống trầy chống oxy hóa nữa nha. Đó, đẹp lắm, tình trạng còn rất là đẹp, 70 tuổi rồi nhưng mà rất là đẹp ha. 70 tuổi rồi nhưng mà rất là đẹp trai, đẹp trai, rất là đẹp trai luôn ha. Đó, đẹp trai lắm. Mà anh treo chìa khóa em đó hả, vừa đọc mà vừa khỏi sợ mất mà vừa xài được nữa. Mà đừng có chê dòng này nha, dòng này hả xài thích lắm luôn, rất là thích nha mấy anh. Đẹp, rất là đẹp luôn.